học sinh lớp 5B, em là Trần Hà Anh, lớp trưởng của lớp 5B. Hôm nay chúng em rất vinh dự được đón các cô giáo về dự giờ lớp của giờ hoa của lớp chúng em. Chúc các cô mẹ khỏe, chúc các bạn có một giờ học thật tốt, mọi người đều cho lớp. Em bây giờ mở đầu cho tiết hoa học, chúng ta cùng hát một bài nhé. Lớp trung bình rất rất vui. Giờ qua lần trước chúng ta học bài gì? Cô mời bạn Bảo Ngọc. Cô mời em ngồi xuống. Vậy cô có câu hỏi như sau: các chất có thể tồn tại ở những thể nào? Cô mời bạn Hà. Các chất có thể tồn tại ở thể sống, thể khí và thể lỏng. Rồi em ngồi xuống. Cô mời bạn Hà. Cô mời em ngồi xuống. Như vậy là cô thấy là lớp chúng ta đã nắm được bài mà chúng ta học ở giờ trước, là sự chuyển thành chất. Thì sự chuyển đổi từ chất lỏng sang chất khí hoặc từ chất rắn sang chất lỏng ở một số chất là nhờ vào yếu tố nhiệt độ. Vậy cô nhận xét là lớp mình về nhà có một bài cũ. Và bây giờ cô mời các bạn sang bài mới. Và bài mới hôm nay các em sẽ lấy các đĩa mà chúng ta đã chuẩn bị để các em đặt lên bàn cho cô. Các em đặt đĩa để lên bàn. Giờ khoa học của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học bằng phương pháp thực hiện phương pháp bàn tay nặn gộp. Chính vì vậy bây giờ các em sẽ hoạt động theo nhóm. Mỗi nhóm chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi. Bây giờ các em sẽ quan sát đĩa mà chúng ta đã có để trên bàn. Và các em sẽ lấy cái chai nước mà chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn đều để trên bàn, chúng ta cùng quan sát. Các nhóm trưởng sẽ cho lớp cho nhóm mình quan sát đĩa gạo trộn với đĩa gạo mà lẫn với ngô với sỏi, rồi thì nước mà chúng ta có lẫn nước cái chai nước đục của chúng ta ấy. Và các em sẽ ghi cái nhận xét của nhóm mình, sau đó chúng ta sẽ đưa ý kiến. Mời các nhóm hoạt động trong vòng 3 phút. Mời lớp trưởng lên cho các bạn trả lời phần nhận xét của lớp mình. Thời gian quan sát đã hết, mời các nhóm lên nhận xét của nhóm mình và nhóm Khánh. Trong chai nước có cát, đất và các cái vô tạo mới tạo ra những cái màu gì. Thưa cô, trong đĩa gạo này thì gạo được trộn lẫn với sỏi, còn trong chai thì đất, cát, bụi và nước thì trộn lẫn lại với nhau ạ. Rồi bạn ngồi xuống. Nhóm nào có ý kiến nữa không? Vậy ta sẽ kết xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn các bạn, mời các bạn cho một tràng pháo tay. Cô cảm ơn ý kiến của tất cả các nhóm. Như vậy là qua ý kiến của các nhóm đưa ra thì chung là trong đĩa, trong chai thì gồm các chất được trộn với nhau. Đúng không vậy? Vậy các em có những thắc mắc gì về cái hỗn hợp mà các em vừa được quan sát? Thì bây giờ cô mời các nhóm đề xuất câu hỏi. Các em sẽ đề xuất câu hỏi một ghi ra trong vở mình trong vòng 3 phút. Thời gian mà em
đề xuất câu hỏi, chuẩn bị đề xuất câu hỏi thì đã hết. Bây giờ tôi mời nhóm một cái lên. Em đứng thẳng lên. Một hỗn hợp có ít chất mấy chất? Em còn câu hỏi, nhóm em còn câu hỏi nữa không? Cô mời các nhóm khác. Cô mời nhóm của Đăng. Em có câu hỏi, có thể tách các chẵn rau hỗn hợp riêng ra thành một các chất được không? Và làm thế nào để tách các chẵn rau khỏi một chẵn rau? Cảm ơn, mời em ngồi xuống. Vậy là nhóm ăn có hai câu hỏi lắm nhỉ? Cảm ơn các bạn. Như vậy là qua các câu hỏi mà các nhóm vừa đặt ra thì chúng ta cô chốt lại thành hai câu hỏi lớn của bài. Nhất là làm thế nào để tạo ra một hỗn hợp, và cái thứ ý thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là cách tách các chất có trong một hỗn hợp. Để thực hiện được hai nội dung mà cô ghi trên bảng thì đó chính là cái yêu cầu, mục đích và yêu cầu của bài học hôm nay của chúng ta. Bây giờ cô mời các nhóm chúng ta sẽ đề xuất phương án để chúng ta giải quyết nhiệm vụ thứ nhất. Nào, cô mời Hà Anh nào. Để tạo ra một hỗn hợp thì chúng ta cần hai nguyên chất tương ứng với nhau. Vậy để thực hiện được các nhiệm vụ thì thứ nhất là các em làm thí nghiệm, thứ hai là quan sát tranh, thứ ba là ta đọc tài liệu, và thứ tư đố bạn biết đó là cái gì nhỉ? Các bạn vừa làm thí nghiệm, quan sát đúng không nhỉ? Đấy là các phương án để chúng ta giải quyết vấn đề. Bây giờ cô mời các em sẽ lấy các dụng cụ và các nguyên liệu mà chúng ta đã có, chúng ta sẽ tạo thành một hỗn hợp gia vị. Các nhóm sẽ thực hiện là cái việc trộn gia vị này trong vòng 3 phút cho cô. Bây giờ nha, cùng mời nhóm xét về nhóm em so với nhóm của Vi ạ. Phối hợp của Tuấn Đăng. Em sẽ chọn màu của gia vị sẵn hơn, đúng không? Thì như vậy là em được thời gian ngắn thì em đã tiến hành được thí nghiệm.